búng tay cho dịch Covid-19 biến mất. Búng tay, búng tay, búng tay. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mới của mình nha. Thì video hôm nay không phải là một video chơi game mấy bạn ơi, mà video hôm nay sẽ nhắc đến một cái chiến dịch mới của Hero Team. Và cái chiến dịch này có tên là Lá Trắng Hero Team. Ta-da! Thì chắc những bạn nào mà có theo dõi tin tức á, thì chắc chắn các bạn cũng sẽ biết được rằng là dạo gần đây cái dịch bệnh Covid-19, mà người ta thường hay gọi là Corona á bạn, cái dịch bệnh này hiện tại nó đang khá là phức tạp. Và ở Việt Nam chúng ta đang cố gắng từng ngày để có thể chống lại được cái bệnh dịch này. Và Hero Team bọn mình hiện tại đang tổ chức một cái chiến dịch có tên là Lá Trắng Hero Team mấy bạn ơi. Đây mấy bạn thấy nè, bên ảnh nè, đó, Lá Trắng Hero Team. Thì cái Lá Trắng Hero Team này có nghĩa là gì? Thì Hero Team bọn mình hiện tại á, đang rất là mong muốn có thể ủng hộ tiền cho Việt Nam, để Việt Nam chúng ta có thể gọi là chống lại dịch bệnh Covid-19. Và bởi vì như vậy á, cho nên là Hero Team bọn mình, riêng về Hero Team thôi nha, Hero Team bọn mình đã quyên góp một cái số tiền tổng cộng của 8 thành viên trong team gom lại với nhau, thì Hero Team bọn mình đã góp được 10 triệu đồng các bạn ơi. 10 triệu đồng nha. Đó, Hero Team mình đã góp được 10 triệu đồng để có thể gọi là ủng hộ cho Việt Nam chống lại dịch bệnh Covid-19. Nhưng mà Hero Team bọn mình không muốn rằng bọn mình sẽ tham gia một mình, mà bọn mình muốn rằng các bạn fan sẽ tham gia cùng với bọn mình luôn. Đó, bởi vậy cho nên bất cứ bạn nào trên kênh của bọn mình muốn quyên góp ủng hộ tiền cho Việt Nam để chống lại dịch bệnh á, thì các bạn có thể quyên góp cùng với Hero Team của bọn mình nha. Thì thời gian quyên góp tiền á, Hero Team bọn mình sẽ chọn ra là khoảng 1 tuần mấy bạn ạ. À, có nghĩa là 7 ngày anh em, 7 ngày á có nghĩa là 1 tuần á nha. Đó, thì trong vòng 1 tuần đó, những bạn nào mà có ý định muốn quyên góp tiền cùng với Hero Team để ủng hộ cho Việt Nam chống lại dịch bệnh, thì các bạn có thể quyên góp trong 7 ngày này nha. Trong 1 tuần này là bắt đầu từ ngày 3 tháng 4 cho đến ngày 10 tháng 4. Và sau ngày 10 tháng 4 là bọn mình sẽ không nhận quyên góp nữa. Cho nên các bạn sau cái ngày 10 tháng 4 là các bạn không quyên góp nữa nha. À, bọn mình chỉ nhận quyên góp từ ngày 3 đến ngày 10 thôi nhé. 1 tuần thôi nha các bạn, 7 ngày. Và cách để ủng hộ thì có 2 cách. Đó chính là thứ nhất là các bạn có thể donate, và thứ hai nữa sẽ là chuyển khoản. Nhưng mà cái việc mà donate bằng thẻ cào điện thoại á, thì nó sẽ bị trừ phần trăm đi rất là nhiều, khoảng 40% lận. Cho nên bọn mình khuyến khích các bạn, những bạn nào mà muốn ủng hộ á, thì các bạn hãy chuyển khoản nha. Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng sẽ gọi là không bị trừ tiền đi, mà còn gọi là ủng hộ được cho Việt Nam nhiều hơn nữa. Đó, thì Hero Team bọn mình, riêng về Hero Team thôi nha, đã ủng hộ được 10 triệu đồng rồi. Bọn mình đã ủng hộ được 10 triệu đồng và bọn mình muốn rằng những bạn fan trên kênh của bọn mình sẽ tham gia ủng hộ quyên góp tiền để cho Việt Nam gọi là chống lại dịch bệnh cùng với bọn mình luôn. Và danh sách ủng hộ sẽ được công khai cho các bạn. Có nghĩa là ví dụ như là các bạn A đi, bạn A quyên góp 1.000 thì bạn ấy sẽ được ghi lên bảng là bạn A đã quyên góp 1.000. Bạn B quyên góp 2.000 sẽ ghi lên là bạn B đã quyên góp 2.000. Bạn C quyên góp 10.000 thì sẽ hiện lên trên bảng là bạn C đã quyên góp 10.000. Tất cả mọi thông tin chuyển khoản hoặc là quyên góp tiền á, sẽ được công khai hoàn toàn. Các bạn quyên góp bao nhiêu sẽ được công khai ra hết. Và tất cả những thông tin về tài khoản để quyên góp nè, về tài khoản đi đồ này ủng hộ cho Việt Nam nè, mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả nha. Bất cứ những bạn nào mà muốn ủng hộ cho cái chiến dịch Lá Trắng Hero Team để quyên góp tiền ủng hộ cho Việt Nam chiến thắng cái bệnh dịch này, thì các bạn đừng quên là hãy kéo xuống dưới phần mô tả và hãy đồ này hoặc là quyên góp tiền để ủng hộ cho gọi là Việt Nam nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt các bạn, hãy cùng chung tay góp sức Lá Trắng Hero Team bảo vệ Việt Nam thoát khỏi dịch bệnh. Cố gắng lên! Việt Nam cố lên!